cho những kiểu dạ. Cả nhà. Hôm nay mình nghỉ hả Bùm Bùm? Nghỉ đi Đầm Sen tập dịch. À vậy hả? Bây giờ ở nhà, nhà còn nhỏ tao không chơi. Bây giờ thường quá hai em hả? Em như sẽ em nói em không thấy cái bảng nó treo, em tưởng là chị quê nó. À này tụi em nghỉ, cô chủ cho nghỉ một bữa. Trường quá là. Thì thấy sáng giờ không mở cửa luôn, thấy giờ tưởng là sáng giờ có việc vậy không mở cửa sáng giờ. Là em nghỉ nhà. Chị nghe nói là hôm nay chị Lan sẽ live stream cái mỹ phẩm riêng kit organic đó chị. Ở đâu chị? Trên treo em xem tham bao nhiêu. Ủa mới đăng hả? Hôm qua chị Lan có nói trên... Ủa em qua live rồi mà. Nhưng mà hôm nay là có nhà live sản phẩm và báo cái giá tiền của sản phẩm luôn. Ủa dễ hả? Hôm qua cả chị live cái kho thôi á. Bùm qua thấy cái ông kia thấy sợ không? Ông hấp vàng qua đó. Cảm giác sao thấy sợ không? Sợ. Qua thấy hết hồn luôn chứ mà thấy cũng anh em qua chiếc nhà thấy cũng an toàn đỡ có gì vô tập liền vậy đó. Thì em chạy ra mở cửa tâm ra đó thì nhìn thấy vô hơi lâu bất thường quá rồi trời cũng lâu lắm thì hôm qua anh vô anh hỏi anh có chuyện gì không, nghe nói anh tính quậy không thì mời xe tới bế anh đi vô lẹ tí xíu cái shop ta làm ăn mà quậy cái gì đó là quậy không phải cũng không phải quậy mà kiểu như là ngồi lì nhìn dòm qua nhìn lại nhìn trong nhà cái lại trong nhìn nhà. giáo dép đó nhìn cho nên mình thấy thôi cũng yên tâm vậy đó. Qua không có thanh mỹ nhà hả chị? Không luôn, qua đi chơi rồi hôm qua trong nhà phụ nữ không đúng không? Dạ đúng rồi, anh Hải đâu có nhà rồi Phương chủ về đó có mà anh coi nữ không anh thấy ổng không có gì cái đi đồ xấu cái dạng như là ổng muốn kiếm xin tiền hay sao anh cảm giác lại vậy chứ không xấu về mà đôi khi cái hành động thôi nó làm nó sợ đúng không tại ngồi lì mình đuổi hoài cái hoa kiểu mình nó khéo mà không có ra dạ, đúng rồi nó sợ vậy nhưng mình phụ nữ mà vô lắm ra lắm lấy lắm chứ không phải là xinh rồi thêm tưởng nghệ sĩ mà tại cái ăn mặc đó giống nghệ sĩ qua dì Loan về có nói gì không chị? Đã bảo yêu gì vậy cái em kể em nói không gì có mấy em YouTube ở đây này cho nói chuyện giùm mà sao vậy là hôm qua là chị gọi anh Phương về hay là vô tình anh Phương về sớm đúng lúc đó anh Phương về nghỉ trưa buổi trưa là về không có đeo không gọi nữa cũng hay có anh Phương về ha chị là hôm nay sắp mình nghỉ hả dạ. Hôm nay ngày gì đặc biệt chị? Không có gì đâu, tại chị Lan bận đi công việc á, cái chị Lan kêu thôi cho mấy đứa nghỉ nhà chơi. Ngày mai có nghỉ đó không? Không, mà là chị đưa chắc là cô chủ khóc à. Cái chị hỏi dưới quận 12 chốt của ông Loan chi nhánh 3 chừng nào khai trương nói cho chị. Chưa biết nữa chị. À. Chưa biết. Nhưng mà coi như đã chuẩn bị gì chưa em? Thì cũng đã chuẩn bị rồi, có gì chị Lan sẽ thông báo ở trên fanpage. Ok, rồi, cảm ơn em. Rồi chị cũng bước khi em mà sốc hơn. Ôi Bông Bông chị cũng cũng mong muốn sao mà sau này coi như sau mới mọi chuyện cũng cầu mong sao mà Loan bán được miếng đất mua cho em với mấy đứa căn nhà ha để sau này tụi em có cuộc sống ổn định ha em ha. Chị ơi cái đó còn xa lắm thôi, tụi em bình an là được rồi, giờ tụi em chỉ mong sức đúng khỏe với bình an để nó mừng ăn thôi. Còn cái gì tới thì nó tới thôi. Bữa nay nghe nói có dọn đồ gì không chị? Em nghĩ là không nghĩ đến mấy chuyện đó gì đâu. Bữa nay nghe nói có dọn đồ gì không chị? Không có dọn. Cái đó đồ không bữa nay Bùm Bùm không bán nhà, ai cũng cũng thắc mắc hết trơn. Tại không thấy xe nè, không thấy bản hiệu gì luôn á. Người ta nghĩ là hôm nay sẽ dọn đồ đó Bùm. Trùng hợp với ngày mà hôm nay. Nhưng mà ngày 20 nếu đấy. Mà khánh giảm mà tới mà mua thì mình vẫn bán bình thường đúng không? Hay là... Nếu mà em có nhà sợ hồi nó đi qua ngoại chơi à lát nó cạnh gia đình đi qua ngoại luôn chơi em tưởng là chị đi đập dịch với bé Bi. Thôi nói giỡn anh cảm ơn mình Bông nha, nghỉ ngày đi đập xe đập dịch. Không em thấy chị mặc cho bé Bi cái bộ đồ baby sát á đó. Đó là bộ giáp đi bơi á, đi bơi được lắm hả chị? Đi bơi đi vô chỗ đó cho người ta tập cho xuống nước rồi cho dạng dĩ này nọ chứ không phải bơi cưng chị ha, xuống nước khoái lắm, đạp bẩm 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 bẩm. Em đi mấy em gà em thấy ở trong Đầm Sen mấy em vịt nó hơi vắng do chị đạp không? Nhưng mà cho chị hỏi này, hôm qua mà cái cảm giác em có chú Bông trừ ra như vậy, cảm giác em có thấy sợ sợ không? Cũng có, hơi sợ. À, chứ hồi nào chưa có ông khách nào mà vô ngồi lâu như vậy đúng không em? Em thấy là lúc bán em thấy là chị nên mở cửa rộng ra, ví dụ thứ nhất là khách mà ta vô cũng dễ, và thứ hai ví dụ có chuyện gì thì mọi người quan sát ở ngoài cửa trong được. Nhiều cô chú người ta ngại á,
cho nên là em cũng không có dám mở cửa cho ngại ta, ta thấy trên mạng nhiều quay quay nọ đó. Không ai vẫn hạn chế quay vậy, đâu quay. Cho nên là cũng khó nói chứ biết không biết khách người ta làm sao, kệ đi. Mà cũng có nhiều cô chú thích quay, cũng có nhiều ông nít. Có nhiều người vô cứ ủa em quay chị hả? À? Chị thấy chị thấy em có quay YouTube không ơi, chị đi là em mới quay quay còn à. Anh nghĩ cái bà nào mà dạng như mặc đồ đẹp đó là muốn quay rồi. Đó, thử đi. Chị Trang cái đó. Chứ nhưng mà chị sao chị thấy có nhiều người khán giả từ men nó nói dặn các em là thí dụ có những cái người nào mà thấy dấu hiệu là lạ là các em cũng nên cho vô nhà lâu, hiểu không? Chị cũng có chị ta chỉ có đọc comment mà thì các em cũng chú ý cũng nên quan tâm, tại vì các cô chú không có lên kênh nói được nhưng mà người ta cũng có dặn cho các em trong comment, các em cũng chịu khó đọc ha. Người ta cũng quan tâm với các em. Rồi, chào Bung nha. Cảm ơn em nha. Và đi chơi vui vẻ nha chị Bung. Đó, cả nhà chị Bung có chia sẻ là ngày hôm qua đấy. Bung là phụ nữ, nếu mà phụ nữ và trẻ em thì không làm được gì cả. Lúc đó chị Bung mới mở cửa ra thì anh em YouTube thấy vậy mới vô để có thể là đó là chú ơi, chú cần gì, chú sợ quá thì cũng mới ra không thôi, là không biết có chuyện gì xảy ra chị ha. Nghĩ như thế nào về cái người đó chị? Thì nói chung là hôm qua chị cũng theo dõi sát sao chứ bộ. Tại do là chị không có đi xuống được, nhưng mà chị vẫn theo dõi các kênh của em hết, hiểu không? Thì thấy cái tình trạng là chú thì nói chung cũng không phải là giang hồ giang ngán thì không phải. Mà thấy nhưng mà chú làm như vậy thì nhà thì không có con trai mà cũng không có đàn ông, thì phụ nữ trẻ em thì đương nhiên là người ta phải sợ rồi, đúng không em? Mà nhưng mà chú thì theo như chị nghĩ á, thì chú ấy cũng khả năng là bên kia sai qua đấy, bên bún bò cũng có thể là bên đó sai qua, dạng như là do thám thôi, như đúng rồi đó. Nhưng mà các em biết tại sao? Do là kỳ này người ta qua, người ta ăn mặc màu mỡ riêu cua như vậy là để sao, để bên đây không phát hiện ra là một người dạng như là bụi đời, là lang thang, em hiểu không, hay là giang hồ, người ta ăn mặc theo cái phong thái là dạng như không để phát hiện ra. Nhưng mà nếu như người bình thường thì đâu có cái gì mối quan hệ gì mà phải đi qua mà làm phiền Hồng Loan như vậy các em. Chị Bùng Bùng có nói một câu, nếu mà chú không có tiền á, chú có thể đến ủy ban, tại vì ủy ban cách đây có mấy căn thôi mà ông không có nhất định, ông không có đi, ông có ngồi lì cả tiếng đồng hồ luôn đấy chị. Nói là đợi chị Loan về, chị Bùng nói là chị Loan đi đi làm rồi, tới tối 8-9 giờ mà ông vẫn đợi. Nếu mà không có anh em YouTube vô, nói chung là nói là chú có việc gì, nếu chú gây hại cho bên shop thì tụi con báo công an, lúc đó chú mới sợ, chú mới đứng lên mà chú đi về đón xe ôm. Nếu không có tụi em thì lúc đó ông có ngồi lì hoài với giao. Thứ nhất là tâm lý chị Bùng Bùng cũng sợ, thứ hai là khách người ta cũng không dám vô, người ta cũng ngại với một người lạ như vậy dò xét, đôi khi móc túi tiền bạc hoặc là xảy ra những cuộc tranh cãi hoặc là gây lộn thì sao, đúng không chị? Đúng rồi, thế theo như chị là 100% là bên kia sai qua đó em. Sai qua là dạng như là đó. Thì sáng hôm nay mấy anh em tụi mình cũng có mặt trước nhà chị Hồng Loan và cũng trực tiếp trò chuyện với chị Bùm Bùm ha. Chị Lương cũng chia sẻ là hôm nay là sẽ không có cảnh dọn đồ ha. Đồ đạc của bún bò vẫn còn nguyên của chú chị đó, bây giờ là tụi nó vẫn chai lì là không có dọn đồ nha. Đó thì sáng hôm nay gia đình nhà chị Hồng Loan có công việc nên số cũng tạm nghỉ bán ha. Bây giờ là thấy trước cửa nhà là thấy đóng cửa. Mấy anh em sáng hôm nay cũng nghe ngóng thông tin là trên phía bên kia qua dọn đồ nên cũng tới để xem tình hình như thế nào. Thì cũng nghe những chia sẻ của chị Bùm Bùm về câu chuyện người đàn ông lạ mặt ngày hôm qua khi mà vào trong nhà và có những cái biểu hiện khả nghi ha, ở trong nhà chị Hồng Loan khá là lâu. Thì mấy anh em tụi mình cũng quay cập nhật đến cho cô bác anh chị nha. Quý vị yêu thích thì cho em xin lượt like, lượt đăng ký kênh nha. Em xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.